Xin chào các bạn, mình đang có mặt ở gian hàng Nvidia của triển lãm Computex 2012. Và hôm nay chúng ta sẽ xem coi họ đem gì đến cái triển lãm này. Ở đây lần đầu tiên chúng ta sẽ thấy một số cái máy tính bảng như Acer, Iconia, Tab. Những cái máy tính bảng này đều sử dụng cái chip Nvidia Tera 3. Đây chúng ta có một chiếc Asus Transformer Prime đang chơi một cái game nào đó 3D. Được nói với màn hình này, chúng ta có kính 3D, có gamepad có thể chơi. Chúng ta có một số cái máy tính bảng và điện thoại như chiếc HTC One X này, sử dụng chip của Nvidia. Đây chúng ta có một chiếc điện thoại khá là đẹp, nó là chiếc LG Optimus 4X HD cùng với bàn phím Bluetooth gắn ngoài. Giờ chúng ta sẽ qua bên này. Bên này có rất là nhiều máy tính bảng khác, những cái máy tính bảng sử dụng chip Nvidia Tera 3, Toshiba Rexa. Cô gái này đang chơi game trên một chiếc máy tính bảng. Thank you. Mình thấy là có rất là nhiều sản phẩm sử dụng cái chip Nvidia Tegra 3 của Nvidia. Sang bên đây đó là những chiếc laptop chơi game. Thì chúng ta có một chiếc Alienware. Một chiếc Alienware khác. Máy rất là đẹp. Chúng ta không thể phủ nhận cái vẻ đẹp của những cái laptop Alienware. Rất là mạnh mẽ, rất là cứng cáp. Laptop được trang bị khá là nhiều đèn LED trang trí, cả bàn rê chuột lẫn bàn phím. Bên này chúng ta có một số chiếc máy tính khác. Ví dụ như chiếc Ultrabook này, đó là Asus UX32. Ta có của Gigabyte, của Acer, rất là nhiều Acer. Thì những cái máy tính này nó sử dụng cái card đồ họa của Nvidia. Bên đây là một cái game khác sử dụng ba màn hình kết nối lại với nhau. Đây là một cái máy tính khác sử dụng cái màn hình chất lượng cao. Như đây là màn hình IPS của HP. Ở đây Nvidia có trang bị sẵn rất là nhiều máy tính cùng như ghế ngồi cho những ai tới có thể thử sức với những cái game. Những bộ máy khá là đẹp, sử dụng cái hệ thống ROG Titan của Asus. ROG Titan là những cái hệ thống máy tính để bàn có cấu hình rất là mạnh, chuyên dùng để chơi game. Xin cảm ơn các bạn.